Chào mừng các bạn đã đến với kênh Dương Nguyễn Family nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chỗ ăn vặt. Chỗ này thực ra mình ấy không thể là mới các bạn, nhưng mà đối với mình là mới tại vì mình mới vừa biết. Cái chỗ này chính là tàu hủ xe lam nha các bạn. Tàu hủ xe lam thì hiện tại là mình biết nó cũng có khoảng hình như là 4 chi nhánh. Thì mình biết là một chi nhánh ở đường Trường Sơn, quận Tân Bình là cái chỗ mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây. Còn một chỗ thứ hai nữa là ở đường Phùng Nhân Cung, Phú Nhuận. Và một chỗ nữa là ở siêu thị Redson Mall ở quận 7 nha các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn tàu hủ xe lam ở đường Trường Sơn, quận Tân Bình nha. Thì không gian quán ở đây cũng nhỏ thôi nhưng mà nhìn rất là dễ thương. Nhìn vô mình thấy rất là ưng ý, bởi vì về cái thiết kế quán rồi màu sắc bố trí nhìn cũng rất là dễ thương. Đặc biệt là cái hình ảnh xe lam đó các bạn. Thì cái hình ảnh này nó gợi cho mình nhớ về một cái thời xưa cũ đó các bạn. Hồi xưa là mình ở quê mình thì hay có cái chiếc xe lam. Không biết trong Sài Gòn này thì kêu là xe gì, nhưng mà ở quê mình ở Nha Trang thì mình hay kêu đây là xe lam đó. Thì bây giờ mình thấy cái xe lam không có còn được chạy nữa đó. Nhưng bây giờ nó chỉ là giống như là một cái gì đó để trưng bày và gợi nhớ về một cái gì thời xa xưa thôi các bạn đó. Nhưng mà nhìn nó rất là dễ thương. Thì menu ở quán cũng có rất là nhiều sự lựa chọn nha các bạn. Tàu hủ, tên thì tàu hủ nhưng mà nó cũng có rất là nhiều loại như xương sáo hoặc là bánh lăn, cũng có kem nữa. Nhưng mà món đặc biệt thì vẫn là tàu hủ ha. Mà cái món đặc biệt của quán đó chính là tả bí lù nha các bạn. Thì đây chính là địa chỉ của quán là tàu hủ xe lam. Thì địa chỉ của nó là ở CC8 đường Trường Sơn, phường 15, quận 10. Cái này là nó giáp quận Tân Bình luôn các bạn. Nằm ngay gần nhà văn hóa quận 10 luôn. Trong vòng 2 km thì sẽ được giao hàng miễn phí nha các bạn. Còn nếu mà các bạn nào thích tới nơi ăn thì mình tới quán luôn nha. Menu của quán này cũng rất là dễ thương luôn. Bạn có thể lựa chọn nha. Mình tới mình kêu món thì các bạn sẽ làm cho mình. Món đặc trưng hôm nay mình sẽ kêu món tả bí lù nha các bạn. Mình sẽ kêu thêm một món nữa nha. Tại vì mình rất là thích. Tại vì cái nhìn cái trang trí của món tả bí lù nhìn rất là đẹp. Và nó có nhiều món ở bên trong. Cho nên là mình sẽ kêu món tả bí lù. Quán nhỏ nhưng mà rất là đông khách nha các bạn. Rất là đông khách luôn. Khách ăn tại quán và khách mua về cũng rất là đông. Quán thì mở cửa, mình quên hỏi là mở cửa tới mấy giờ. Là ăn cứ quên hỏi giờ. Đây là cái hình ảnh của cái chiếc xe lam. Cái phần đầu của chiếc xe lam được trang trí ha các bạn ha. Ở trang trí trước quán luôn. Đây là quầy lễ tân nha. Rất là dễ thương. Có giao hàng tận nơi trên now.vn luôn nha các bạn. Tàu hủ tới rồi đây. Tàu hủ thì chỉ là một cái món ăn vặt đường phố thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ nó được nâng cấp lên. Thì được vô hàng quán và được vào siêu thị lớn. Thì mình nhìn thấy nó đẳng cấp hơn. Đây là món tả bí lù nha các bạn. Thì gồm có bánh lăn, rồi trái cây, mít, các loại thạch đó. Và đặc biệt là có đậu hủ nữa nha các bạn. Đó là món chính nha. Thì bạn nào thích ăn với đá thì mình bỏ đá vào chung trong tô mình ăn. Còn nếu mà bạn nào
không thích ăn với đá thì thôi nha. Bởi vì quán để riêng cho mình một tô đá chứ không có bỏ chung đá vô trong tô cho mình đâu. Vì có người thích ăn đá, có người không thích ăn đá nha. Có tàu hũ nóng, tàu hũ đá, thì mình thích ăn cái gì thì mình sẽ gọi món đó. Món tàu hủ xi lam này theo mình thấy thì như cũng có lâu rồi các bạn, cũng có mấy năm rồi. Trên Hà Việt Hương cũng đã từng đi ăn rồi đó các bạn, và cũng rất là thích cái thiết kế của quán, cũng giống như là cái món tàu hủ ở đây. Và còn một người nữa mình nghĩ các bạn cũng sẽ biết, đó chính là Color Man nha các bạn. Thì Color Man thì đi ăn tàu hủ xe lam, nhưng mà không phải ở quận 10 mà là ở Crescent Mall ở quận 7 các bạn. Thì tàu hủ xe lam mình, tàu hủ xe lam cũng có một quầy, cũng có một gian hàng ở trong Crescent Mall. Thì Color Man là đi ăn ở Crescent Mall nha các bạn, là ở quận 7. Còn cái chỗ mình đang review đây là ở quận 10 nha. Bàn ghế ngồi cũng rất là dễ thương luôn. Cái này là mình ngồi ở phía ngoài, mình không có ngồi phía trong quán. Ở ngoài thì nó mát hơn. Đây là xương sáo nè, rồi các loại thạch, đậu hũ, rồi có hột lụa nữa các bạn. Nói chung là có rất là nhiều món được phối lại, cho nên mới kêu là tả bí lù nha các bạn. Mình cũng không hiểu nghĩa của chữ tả bí lù là gì, nhưng mà mình chỉ hiểu sơ sơ, có nghĩa là có rất là nhiều món kết hợp lại với nhau. Mình không đặt được cái tên gì hết ngoài cái tên tả bí lù. Để nữa mình sẽ tìm hiểu thêm cái tên tả bí lù nghĩa là gì các bạn ha. Mùa nóng, đặc biệt là mùa hè nè, thì ăn đậu hũ, đường, đá thì rất là ngon luôn. Và đặc biệt là mình thấy các bạn trẻ rất là thích cái món ăn vặt này. Một tô như vậy giá cũng rẻ thôi các bạn. Tùy cái mình kêu tả bí lù là tầm 27.000, còn những cái món khác thì nó sẽ rẻ hơn nha. Tại vì coi cái tô của mình là nó có nhiều món cho nên là giá nó khác. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất của Dương Nguyễn nha. Khi đăng ký kênh các bạn nhớ ấn cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha. Cảm ơn các bạn.